Đan đào bông hậu bị chê túi bụi là động lực của kỳ duyên sau 9 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lột xác như con người khác. Sau khi mà mình nghĩ được thông suốt thì mình lại nghĩ rằng là nhiều khi bây giờ mình sẽ phải cảm ơn những cái điều đó, bởi vì chính những cái điều đấy nó mới xây dựng nên một cái con người của mình bản lĩnh và mạnh mẽ như ngày hôm nay. Năm 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam khi tròn 18 tuổi. Lúc này, người đẹp đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại thương. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn đoạt giải thưởng phụ người đẹp biển. Thời điểm đăng quang, cô nàng nhận phải nhiều tranh cãi khi có nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của người đẹp chưa thật sự nổi bật. Tuy nhiên, nhiều người lại dành sự yêu thích cho vẻ ngoài thanh tú của Kỳ Duyên. Sau đăng quang, nàng hậu cũng trải qua không ít sóng gió trong nhiệm kỳ của mình. Chia sẻ về những ồn ào, Kỳ Duyên thừa nhận đó là những biến cố trong cuộc đời mình. Thậm chí người đẹp còn cảm ơn những điều đã qua để bản thân trở nên bản lĩnh và mạnh mẽ hơn. Năm 2016, sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, cô nàng 9X nhận được lời mời đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất nhưng cô đã từ chối. Cũng từ đó, Kỳ Duyên theo đuổi sự nghiệp thời trang và nhận được sự đánh giá tích cực của người hâm mộ. Thời điểm mới đăng quang, nhan sắc của Kỳ Duyên nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng nàng hậu này mới dừng lại ở sự thanh tú chứ nhan sắc chưa thật sự nổi bật. Thời điểm đó, nhiều ý kiến đã bênh vực Kỳ Duyên và cho rằng qua thời gian, vẻ đẹp của nàng hậu sẽ trở nên nở rộ. Bản thân Kỳ Duyên cũng đã chứng minh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trong việc hoàn thiện nhan sắc và tìm kiếm cho mình phong cách phù hợp. Có giai đoạn, Kỳ Duyên đã thử nghiệm nhiều phong cách trang điểm, tạo hình và cuối cùng lựa chọn được hình ảnh mà mình theo đuổi. Cô quyết tâm giảm cân bằng nhiều phương pháp tự nhiên thay vì detox hay dùng thuốc thẩm mỹ. Cô gắn bó gym, boxing nhiều năm qua, thường chọn nội dung hợp thể trạng không tập quá sức dẫn đến phản ứng ngược. Cô chú trọng các bài tập cho bụng, tay, chân và vòng 3, trong đó nhiều nhất là cardio, chạy bộ nhằm hỗ trợ đốt mỡ toàn thân. Sau giảm được số cân mong muốn, cô tập trung siết cơ để hình thể đẹp hơn. Cô duy trì lịch tập đều đặn mỗi tuần đến phòng gym 3 hoặc 4 buổi, tập cùng huấn luyện viên riêng. Từ năm 2017, Kỳ Duyên đã theo đuổi hình ảnh cô gái mạnh mẽ cá tính với phong cách thời thượng sang trọng, pha lẫn sự sexy thay vì hình ảnh ngọt ngào mong manh. Người đẹp cũng chú ý hơn việc kiểm soát cân nặng, có chế độ tập luyện khoa học. Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Việt Nam cũng thường xuyên chia sẻ những bí quyết tập luyện chăm sóc sức khỏe vô cùng tích cực tới người hâm mộ. Sau nhiều năm loay hoay với sự nghiệp của mình, Kỳ Duyên đã tìm được hướng đi đúng đắn. Năm 2017, Kỳ Duyên được coi là con cưng của làng mốt Việt. Cô liên tục xuất hiện trên sàn diễn thời trang với vai trò vedette. Hoa hậu Việt Nam 2014 được xem là nữ hoàng vedette của năm 2017 nhờ việc góp mặt tại các show diễn lớn nhất từ Nam ra Bắc. Năm 2017, Kỳ Duyên trở thành mentor của chương trình The Look Việt Nam 2017, vẻ đẹp thương hiệu cùng với hai đàn chị Minh Tú và Hoa hậu Phạm Hương. Cũng từ đó, chân dài gốc Nam Định trở thành gương mặt được nhiều show truyền hình yêu thích vì khả năng chuyên môn cũng như cách hướng dẫn nhiệt tình cho thí sinh. Năm 2018, Kỳ Duyên tham dự chương trình Siêu mẫu Việt Nam 2018 cùng Hoa hậu Hương Giang với vai trò mentor, thân hình gợi cảm, thần thái cuốn hút cùng kiến thức chuyên môn đầy đủ giúp Kỳ Duyên tự tin khi nhận lời trở thành huấn luyện viên của siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm 2019, Kỳ Duyên xuất hiện trong chương trình Cuộc đua kỳ thú với vai trò người chơi cùng Minh Triệu. Mặc dù bị loại sớm tại cuộc thi, nhưng Kỳ Duyên đã mang đến cho fan một hình ảnh mới. Cô nàng lăng xả không ngại khó, không sợ khổ và quyết tâm theo đuổi đích đến. Năm 2021, cô trở thành người chơi của chương trình Hot sau nhập ngũ và thu về một lượng lớn fan nhờ sự mạnh mẽ và không kém phần đáng yêu của mình. Năm 2022 là một năm khá bận rộn với Kỳ Duyên khi người đẹp nhận lời làm huấn luyện viên cho nhiều chương trình lớn nhỏ như The Face Việt Nam, KOC Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Kỳ Duyên còn trở lại với The Face Việt Nam 2023 cùng Minh Triệu.